Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, qua lấy mẫu xét nghiệm, đến nay 345 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản đang cách ly tại trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 5, đóng tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, đều có kết quả âm tính lần đầu với virus SARS-CoV-2. Trong số 345 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản, có hai người mắc bệnh tâm thần được đưa vào khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để điều trị. Một trường hợp ung thư não đã chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng theo yêu cầu. Hiện tình trạng sức khỏe của các công dân ở trong khu cách ly đều tốt và được giám sát chăm sóc y tế theo quy định của Bộ Y tế. Riêng 110 phụ nữ đang mang thai đang được các y bác sĩ kiểm tra thăm khám theo kế hoạch đặc biệt.